Dân mùng á. Ờ dân mùng á, cây đu đủ đó cũng để dân mùng đó phải không? Ờ bốn cây bốn gốc là dân mùng. Giờ mình chưa phát hiện ra đâu mọi người. Đã anh Tính là tên Tính rồi, trong đầu đó tính sẵn hết trơn rồi phải không anh Tính? Hai gốc nè mọi người. Đẹp trai chứ. Đây là ba nè mọi người. Đẹp trai, anh Tính đẹp trai. Không lên mạng đủ ta nói. Anh có bao giờ anh thấy ma cỏ cho mình anh sợ dữ không? Hiện tại thì anh Tính bị bệnh, hình như bị cái bệnh căn gì đó mọi người. Cũng nhiều người nói như vậy, mình cũng không hiểu gì lắm. Có người thì nói anh bị tâm thần, mình cũng không biết sao. Rồi sáng giờ anh ăn uống gì chưa? Mới ăn bún rồi. Đúng rồi hả? Chị có quyền đọc quyền không? Anh đại đọc quyền không? Rồi hồi sáng giờ mưa là anh đi ra ngoài chợ hả? Dạ, chợ khi mưa quá xuống nó nằm trong chợ không? Có chợ lắm á, cá đó. Nằm đó. Ở đây gắn gít không ghê quá. Anh lấy cái gì anh kê cao cao cái bộ vạt lên anh ngủ anh Tính rồi. Hả? Kê cao cao lên, hỏng lên. Gắn gít bị chuột bị lum hết trơn người sao ngủ. Ban đêm mình đắp gấp mền nên mùng gì không? Có mùng trong mùng ra. Mùng có mùng. Có ra ngoài mà không có đắp mền luôn hả? Mùng đâu anh bỏ mùng trong đó hả? Trong bao đó hả? Cái này thì nó mấy thằng chịu má lại chịu trà bùi bạp lùm dân á. Anh gặp ma anh có sợ không? Anh gặp ma anh có sợ. Nhập đọt. Rồi ban đêm thí dụ anh ngủ đây rồi lỡ ma ăn sao có gặp anh gặp. Không sợ ha. Không sợ ma cỏ vậy mình đâu sợ phải mà thân mình nó chết cho ma. Anh có cái không sợ ha. Mình có kinh mà sợ gì vậy? Đâu có đâu sợ ma, đâu có đó đâu biết sợ ma là vậy. Anh tìm hiểu ở đâu mà mình đốt nhang nhiều mà lộn có ma tà. Tìm hiểu ở nhang đọc gì đó. Anh tìm hiểu ở đâu kinh gì đâu nó đọc kinh gì đó. À, ý là nhang kìa, anh tìm hiểu ở đâu mà anh cấm nhang nhiều là không có ma. Đây ma áp nhập dục rồi mới nó đốt có nhang áp mà dục cũng không ma nó chứ nhập dục chấm nhang là phải cúng ha, mình phải cúng mới không có ma ha. Chứ mình cấm mình không cúng gì trơn là vẫn có ha. Đó, anh tìm hiểu được ha. Thì theo lời của anh chia sẻ là đốt nhang nhiều không có ma lại nghe cả nhà. Đốt nhang nhiều là không có ma hả anh Tính? Còn cái đèn cày sao, cái đèn cày anh đốt gì dữ thằng vậy? Tốn tiền dữ lắm á. Đèn cày đốt hai bên cháy nè. Tốn tiền dữ lắm á anh. Cày đi bỏ qua lóc hộp đốt nhang vậy. Nhang lóc hộp chứ bao cây. Đèn cày đốt cháy nè mọi người. Cái này là mình để có ý nghĩa gì không? Đây nè. Ý nghĩa gì không? Mình để ba cục gạch đó. Để ba cục gạch đó chứ cái này là có ý nghĩa gì không anh? Cái này là lư hương, lư hương lớn ngay chính giữa. Cái này là làm cái lư hương này hả? Ờ lư hương lớn ngay chính giữa nè. Này cũng như lư hương chung. Lư hương lớn rồi mấy lư hương nhỏ rồi tùm lum hết trơn. Rồi anh trồng mai đó nè. Mai nhiều lắm. Mai nhiều quá. Chơi kiển nữa, anh Tính có chơi kiển luôn. Mai quá trời luôn nè. Nguyên cái chậu đó mai không đó. Mai mà. Tính chơi kiển. Trời ơi, ông chồng phải mà ướm ướt vậy. Còn anh bông đẹp tốt, bông đẹp vậy đó. Anh có người yêu chưa? Hả? Có người yêu chưa? Sao? Có người thương chưa? Chưa. Nghèo cái đồng ca giống nghèo nhạc là có nè. Ý là mình có ừ. Có ai thương có, mình? Có nhạc là có nè. Có người yêu chưa? Có người yêu chưa? Yêu ai chưa? Có yêu ai không? Không yêu, tổng ai không chưa? Vậy hả? Nhạc là có chưa nè. Nhạc vậy đi nói là trong ngoài đời của anh có thương thầm ai không? Thương thầm một nhau con, người con gái nào mà đẹp gái dữ dằn á. Đâu ai vậy là anh nghe, ý anh Tính nói mình nghèo mình không dám yêu ai chứ phải không? Nghèo đó yêu ai nghèo. Nghèo cũng vẫn yêu được chứ. Nghèo chứ yêu yêu chứ không? Nhưng mà ta vẫn yêu vẫn có gia đình đàng hoàng có gì đâu. Nghèo vẫn yêu yêu à. Ta thương mình là thương cái tấm lòng mình chứ đâu ai thương cái tiền bạc đâu anh. Anh Tính là anh nghèo mà anh không có dám yêu ai hết mọi người. Không. Mà anh eo vàng lủng lẳng luôn kìa. Rồi em có nghe nói là lúc là cắt cầu đặng là anh có đi làm tiếp đúng không? À đó. Anh đi làm từ thiện mà. Làm từ thiện đúng không? Từ thiện không anh? Chùa Hổ mà tiếp nữa. Đổ tông. Chùa Hổ hả? Chùa Hổ. À đổ tông ha. Tốt ha. Anh đi làm từ thiện thường xuyên. Nghĩ rằng ba con rong hột mập quá. Cái này làm không nổi nữa anh Tính. Cái này làm hết nổi hả anh Tính? Đây là cái cây này mình làm gì anh Tính? Giống mông. Dân mùng á. Dân
Ờ, dân mùng á, cây đu đủ đó cũng để dân mùng đó phải không? Ờ, bốn cây bốn gốc là dân mùng đó. Đã anh tính là tên tính rồi, trong đầu đó tính sẵn hết trơn rồi phải không anh tính? Hai gốc này mọi người. Đây là ba này mọi người. Đẹp trai, anh tính đẹp trai. Không, lên mạng đủ là nói đẹp trai lắm. Để dân mùng đó rồi. Đẹp trai mặt sáng sủa. Mấy cái này là đeo có ý nghĩa gì không anh? Rồi chơi đầu lô thằng chấm đó. Hồ lô không đó. Hồ lô thằng chấm đó. À. Ai tặng anh hay là anh đi ai cho anh vậy? Ý sao có cái thánh giá nữa kìa. Thánh giá nữa kìa. Trời ơi. Đeo đủ cái luôn rồi. À, chị ma tà mà. Đúng rồi. Ừ. Mà anh có gặp ma bao giờ đó mình anh chị ta mà có gặp ma rồi. Có gặp quấn với ma chưa anh tính? Anh có gặp ma anh đánh lần nào chưa? Đánh ma lần nào chưa? Ma vô phòng gặp còn nhỏ gặp tôi đắc. Nhỏ. Có đánh ma không? Có khi nào anh đánh lộn với ma luôn. Anh có đánh lộn với ma chưa? Vậy hả? Anh có cái phép gì để chị đó đúng không? Lúc nhắn quyền ra đâu dám hả? Vậy là anh tính biết cách trị, biết cách trị ma. Là anh đốt càng càng nhiều thì ma nó không có lợi. Phải không anh tính? Có được trai, có rất chặt qua vườn này, nó heo này nó. Đeo nó mồ này nhóc này. Anh giỏi quá giỏi. Tao được trai đó, nghe chặt chặt chặt, còn ma nhắn không? Có cây sợi giấm nữa đúng không? Cái cây giấm đó đó ơi. Chính xác đúng rồi, có cây sợi giấm nữa. Đâu phải không? Mọi người cũng đã nghe anh tính rất giỏi nha mọi người. Đó là cái chuyện ấn chuyện anh tính đẹp trai giỏi lắm các bạn ơi. Con cũng bị nhát ngoài mà máu chín quá mà vào cái khang quá. Chút hết mà bị nhát quá đó. Không còn cho đi đứng đi đường lực, dây lực đó, vô dây lực đó. Đếp tới gọi anh tính đẹp trai nha. À, anh tính giỏi vàng. Anh được rồi. Con nhỏ tuổi rồi. Không chừng 30 ngoài tuổi không? 44 mấy rồi. 37 38 tuổi hả? À? Em kêu con chút. Qua đời 37 tuổi rồi. Kêu bằng anh đi cho nó trẻ. Ờ anh tính đẹp trai. Không phải kêu bằng anh cho trẻ không? Thì kêu bằng anh đi. Kêu bằng anh đi cho trẻ, đẹp trai mà. Bây giờ anh tính đẹp trai nè, giờ mà mình có đi uống cà phê được không anh tính? Đi uống cà phê được không? Cảnh cà phê nhà nào cà phê đâu ngoài bài cứ giải vậy cà phê giải vậy bên kia cảnh gọi giàu có thì không giải vậy vậy. Rồi mấy anh em mà anh đi uống ly cà phê anh đi không? Qua quán cà phê chơi. Có được đi đâu đi khỏi được. Khỏi tốn tiền bạc không phải quất nữa. À anh sợ tốn tiền. Anh tính sợ ra mà tốn tiền. Tại vì tôi mới nè. Thấy anh như vậy nè. Đâu có ly cà phê đâu phiền phức gì anh tính. Hoàn cảnh anh vậy thì đằng này tôi cũng thương lắm nhưng mà đều nếu mà có các mạnh thường quân nào mà hỗ trợ cho anh để mà dựng cái ngôi nhà nhỏ hoặc là cái liều mình ở thì tụi tôi cho 100 tỷ nhau ông trời cho chặn án không phải rồi tụi tôi cho cái nhà anh liệu mà chặn án anh đồng ý hay không hay là anh có đồng ý cắt cái chòi nhỏ cho nở không? Ờ được cũng được nữa nhỏ gỡ được mà là lỡ người ta có hỏi mua cái chòi đó anh bán không? Nào lỡ gì người ta có đi ngang ta hỏi mua cái chòi đó anh có bán không ta không? Nhà mình bán gì tới mua quá à chòi không đâu rồi bán lấy gì anh ở mà ta cắt nhà cho anh ở mà điện cao chứ để anh bán đâu anh đâu bán anh mạnh thường quân á cất nhà cho anh ở mà anh bán là lấy gì anh ở anh bán luôn thì anh cũng đâu cho đâu anh nhập lộc quá mà tiền gạo đó không phải gạo thì mình kiếm hàng ngày khác rồi bây giờ hôm nay nó kiện án chị đã nghiệp chích đó mình liền muốn trả tao nghe giờ đi uống cà phê nè. Rồi tạm biệt mọi người nha, mình chắc là anh tính đi rồi hiện tại mình đã quay anh tính nãy giờ thì, mọi người thấy hay hay like đăng ký ủng hộ mình nha, mình chân thành cảm ơn nhiều rồi mình xuống video nha mọi người, hẹn gặp lại video sau. Đọc chú Derby khá là thông thạo luôn, thành thạo luôn. Bây giờ cái người ta không bán nền nữa, gỡ cái miếng giấy ra xuống đi cho nó đẹp. Ừ, lấy mấy cục đá xuống luôn đi. Ờ lấy xuống luôn đi. Ừ. Lấy xuống cho sạch sẽ. Nó bây giờ người ta không bán nó gỡ xuống đi. Nó thấy chưa? Thấy đẹp không? Bây giờ nghỉ bán luôn rồi, đổi ý rồi hả? Đổi ý rồi. Đổi ý giờ không bán nữa. Chữ 00 là tự nhiên không có bán nữa. Là còn số 1 là tự nhiên là còn chỉ có một nền nhà thôi. Nhà tiền chứ tiền đốt công bán, tiền công bán chị người có cái bằng kêu tiền gạo có tiền đốt công bán không? Chúc mấy em cho anh tiền cơm. Với tiền lúc nha. Nó có nghiệp đó, nghiệp có bán rồi bán. Rồi chút xíu chút xíu anh em cho anh ít tiền đặng mà nấu cơm với uống cà phê đốt nhang rồi nha. Mai mốt lại trò chuyện với anh cho vui.
không? Bữa hôm mà hỏi mà có xin bữa mai cho luôn. Nè, hồ này anh mua hay anh ta cho mà đẹp chứ anh? Lụm nữ hồ ra nay gớt nó lụm rồi đó, đồng hồ này đâu hồ xịn nè. Đồng hồ này còn chạy không anh? Đẹp chạy. Chạy đồng hồ đẹp, đồng hồ này xịn nè. Anh coi biết mấy giờ không? 6 giờ chưa? Hả? Chạy. 1 giờ 15 hả? Đâu để tôi coi đồng hồ tôi. Đúng không? Coi đúng đúng 15. Đây đây đây, kiểm tra đồng hồ là 15 nè. 1 giờ 15 đúng rồi. 1 giờ 15 nghe các bạn. Đó, hồ xịn đó. Hồ xịn đó. 15 luôn á. Thông tin chính xác. Ồ quá hút vét luôn tội. Không hút vét luôn tội. Anh không hút vét luôn không? Giỡn. Nguyên một cái chùm nè, nào là chìa khóa xe nè, nào là thánh giá, nào hồ lô nè, rồi cho nó hút vô hình này gì, rồi sâu chuỗi lùm lum chân á. Và cái đó là này là trang trí cho đẹp hay là đây, có tác dụng gì không anh tính ha? Có tác dụng để lô có bằng chấm hồ lô bằng gỗ có, bằng mũ có nè. Cái hồ lô này hình như là trong phim Tà Thiên có nè. Cho nó hút vô đó. Hút vô. Vậy là anh tính đeo cái hồ lô này là để hút ma nè. Hút ma vô đó. Bắt nhốt ma luôn. Này tính hay trời. Đã anh tính mà là tính sẵn trong đầu rồi. Vậy là anh trước khi anh đeo cái này là anh có tính toán sẵn trong đầu rồi. Là cái cái đó là cái lá cờ để che đây ma được cái lợi đó. Cái áo này là để đuổi ra tà ma không có cho lại cái khu vực mình ở đây ha. Thì giờ là anh đâu ý nghe các bạn, anh không có bán nền nhà nữa. Không có bán nền nhà nữa nha mọi người. Nói người ta đừng nghe. Cái này là hy vọng là Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh đó. Vậy là cho Mạnh Thường Quân giúp. Rồi để qua sắt nè, trời sắt bay bung chứ. Để cái nền đặng Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh cất được cái nhà đặng nó nở. Chứ anh không bán nền nhà nữa. Cái nhà sàn còn có bề ngang chừng 3 thước nữa. Bây giờ chừng 5 thước ở được. Anh nói nhà đúc hay là nhà cây hay là nhà sắt? Cây cũng được, cây cũng được, cần gì đúc, không cần đúc. Có cây che mưa che nắng được hả anh tính? Nắng được rồi. Nắng được rồi. Bề ngang chừng 3 thước và dài chừng 5 thước rồi được. Bên tại cảnh cái gói ngoài, nhóc lọc qua. Anh em cộng đồng mạng có xem được cái video này thì lọc biết qua coi. Hiện giờ thì anh tính mà đổi ý là không bán nền. Để Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh cất được cái nhà anh ở. Cái vòng đỏ đỏ đó là cái gì anh tính? Căn nhà ông già đó vô nhà. Anh tính cái vòng đỏ đỏ đó. Cái vòng đỏ đỏ treo trên đó cái kia. Đó lụm đó. Đó treo đó nó là mình cũng trừ ma luôn hả? Đâu đó có hồn ma văng ra. Hồn ma đây tất nhiên là đeo cái vòng đó đó, quay cái vòng đó đó. Là hồn ma văng ra. Cái vòng đỏ đó đó hả? Cái vòng đỏ đó là hồn ma lỡ nó có vô là đeo cái lô vô là ma văng ra liền. Cái cây đu đủ này nó cũng trị tà không ta? Phải không? Đủ rồi. Phải không? Có không? Đủ con mát, đủ con mát, mày chơi đủ con mát, tôi con mát, tôi con chơi quá rồi. Đủ trái quá trái luôn. Đủ đủ này mình có bán hay là mình ăn gì không? Bán hay mình ăn? Đủ con mát, đủ con mát, con bán thổ, con bán thổ chạy kẹp. Em thấy đây có cây gì cũng đỏ đó. Kẹp. Chứ anh tính cũng vui tính chứ. Im. Tính im. Nè, cái vòng này là để đeo đầu đây hả? Để đeo đầu. Mà ướt rồi sao đeo? Cái vô để gì? Bữa nay mưa ướt rồi. Ướt hết đeo được rồi. Anh đeo vô hả? Khi nào đeo? Khi nào đeo được, khi nào đeo. Anh giặt cho sạch đi, anh đeo lên. Phải không? Muỗng gì đâu mà nhóc hết trơn nè anh tính. Muỗng cà phê nè, lấy nè. Vậy là uống rồi, liền đây. Chỗ đó để muỗng đó. Người sao mấy cái ly này nè, không lấy bán phế liệu hết đi. Mấy cá đỡ rồi. Ôi anh trồng mai gì đâu, nguyên một chùm luôn. Rất gầm. Chưa hút cho biết trồng đây, anh trồng cầm trồng, Hà Nội chứ. Công nhận nguyên một chùm mai luôn. Nè mọi người, nguyên một chậu mai khích cây luôn nè. Cái gác lồi mọc lên đó kìa. Mai tết nó bông đó, từ tết ra được bông đó, mai đó đó. Mai này bự rồi, có bông rồi. Luôn. Anh tính có chơi kiển nữa nha. Đây là chỗ ngủ của anh tính nè. Thấy anh tính ngủ rất nguy hiểm mọi người ơi. Mong Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho anh cất được cái nhà để cho anh ở. Dạ hả? Bị gì anh tính? Cái đó cái gì vậy? Cái đó cái gì á? Nó cái gì á? Còn đây có nước rồi. Ở trong nước đá. Ở trong nước đá. Ở trong nước đá. Thì mọi người mong Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho anh tính cất được cái ngôi nhà che nắng che mưa cho anh. Hiện tại thì anh đã đổi ý không bán nền nữa.
Đây là chỗ này là chỗ anh Tính ngủ đây, gần mấy cái bụi cây nè mọi người. Thấy anh Tính ngủ cũng rất tội luôn. Ban đêm rắn rít rồi vô bò vô không biết giờ nào. Không biết được. Cái bên là cây đu đủ. Này. Sát bên cái bộ giạc ngủ luôn. Quá nguy hiểm. Bìm bìm hát sủ vậy bò xung quanh tùm lum hết trơn mọi người. Đi qua thành chồng không ra nhào ra chồng chết rồi. Ai? Chồng á, một tấm giờ này nè. Gì hả? Giao giờ vậy đâu. Bà già nó ngồi đó. Ăn nhào ra là đụng cái kẻ nó đi luôn, lúc lụm luôn rồi hả đâu. Quá ngáo vậy nè, chồng không chờ. Ghê à? Ngao can chồng chồng có làm tại chỗ trẻ luôn. Quá ngáo vô đâu. Thôi kệ anh ta. Rồi mai mốt mình chết đó ngay gọc điện đó. Nó mới chết luôn tại chỗ. Chỉ đâm chết dài đồng. Chỉ hả? Chồng á. Chỉ gọi đó. Đi đi rồi anh hằng sáng anh đi ra chợ ở đâu người ta có cho cơm rồi ăn không? Pháo thì dán về. Người ta cho cà phê cho như cơm. Kia vậy dạo có dán không dán cái cảnh gọi có dán vậy bị bà dạo bị bà gì. Không có mà điều người ta ra ngoài người ta cho cà phê hay là anh mua? Hả? Cà phê á anh mua. Mua. Cơm. Còn cơm anh Tính. Ừ. Cơm người ta cho hay là cũng mua? Cũng mua đó. Mua không hả? À? Ăn mua mà. Chiếc không mà không cần ăn cho ăn dục. Rồi buổi chiều anh ăn cơm đâu? Đi mua chợ chợ bán mua quán mua chợ quán. Giá chiều người ta cũng có mì, bán cơm mì, ha. Mì, nó mì, nó mì, con mì mua. Rồi anh nấu mì ở đâu? Ra chợ nấu ha. Nấu à. Bữa nay con mì gãy răng. Mì nha em. Nha. Bởi răng à. Nhai mì sống hả? Mì sống gãy răng luôn. Ừ, mì nha, bởi răng à. Thôi nấu nước lên để trụng ăn cho đừng gãy răng. Rồi đây còn bao mì đi rồi em họ ngay bởi răng. Trời ơi, mì đâu mà cứng dữ vậy? Mì đâu mà cứng dữ vậy? Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay hãy like đăng ký ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Đây là nhà của anh Tính nè.